Hello mọi người, nay Pi vừa mới nhận được một cái bộ sản phẩm nhuộm tóc trang lớp hair, chung là rất là dễ thương nè, có quà tặng sticker. Trời ơi. Đó giờ cũng cũng hay nhuộm tóc rồi ra tiệm cũng có mà tự mua cũng có, nhưng mà để mà có những cái Pi đã thử tự nhuộm một vài lần nhưng mà không có ra được cái màu sắc ưng ý, thì tới với cái shop này á mình mới biết được là để mà nhuộm được một cái màu sáng á, nói chung là nhiều màu, mỗi màu nó sẽ có những cái yêu cầu khác nhau. Thì lần này Pi sẽ nhuộm màu bạch kim, một cái set nó bao gồm khá là nhiều bước luôn ấy, nhiều sản phẩm luôn á các bạn. Đầu tiên là mình sẽ cần phải tẩy tóc. Tóc mình bình thường nó là màu màu đen, mình tẩy thì nó sẽ ra màu màu vàng hoặc là nâu vàng ha. Rồi chưa chưa dừng lại ở đó, tẩy tóc xong rồi mình sẽ phải tiếp tục là khử cái màu vàng đó bằng dầu gội tím nè. Đó rồi sau đó thì mình mới bắt đầu, mình phải chờ khoảng 48 giờ để mà mình có thể tiến hành thoa thuốc nhuộm và nhuộm lên. Cái shop này khá là dễ thương, đây có hướng dẫn màu sắc rất là đẹp luôn và hình ảnh khá là tuyệt vời. Trang lớp hair khá dễ thương, khá yêu luôn. Đây nguyên một bộ như vậy, gồm có tẩy, gội và dưỡng, nhuộm và dưỡng luôn. Bây giờ đầu tiên, cái bước đầu tiên á, Bi sẽ pha thuốc tẩy. Pha thuốc tẩy này gồm có bleaching powder với lại hydrogen peroxide gì đó, không biết. Rồi ngoài ra trong cái hộp này nó còn có là tặng kèm theo bao tay nè, bao tay rồi mũ trùm tóc, ủ tóc nè, khá là nhiều lần. Rồi bây giờ Bi sẽ tiến hành pha tẩy. Cái sản phẩm khá là thơm luôn ấy, tỷ lệ 1:1. Đây mình có cái chén này. Chia làm hai lần, hy vọng là ổn. Cái mùi khá là thơm đấy. Mình phải đeo bao tay. Lấy cái khăn pha cái này lên, thơm quá không. Bây giờ mình sẽ nhờ má mi đi, nhờ má mi quét thuốc tẩy lên tóc cho mình. Ông người chửi cá bố này, bây giờ để ai chửi? Chân xuống đời thành mèo hoang, phát lên TV hay gì? Không phát lên TV gì? Bài thơ không? Ủa phải chuồng phải không? Rồi. Đâu nha, để phủ lên đầu không? Con tự mất đi. Cái này cũng đâu có bị sao. Rồi bây giờ mình sẽ chờ đợi trong vòng 45 phút nha mọi người. Tranh thủ đọc lại coi quá trời dễ thương đi.
Rồi mọi người ơi, Bi đã hoàn tất cái công đoạn thứ nhất là tẩy tóc rồi ha. Sau 48 tiếng thì như vậy. Đây sau hai lần tẩy nha. Lần đầu tiên thì nó sẽ vàng óng ánh luôn. Sau đó mình tẩy thêm lần thứ hai nữa thì nó trắng hơn, và mình dùng dầu gội khử tím thì nó được cái màu này. Này gội 2-3 lần rồi nha. Rồi thì bây giờ mới đến với bước thứ hai. Bước thứ hai đó là bước chủ đạo. À, thì Bi cũng đã tham khảo ý kiến của shop Trang Love Hair rồi. Cái này là đạt level 9, level 10 rồi ha. Thì nó cũng đã ánh kim lên rồi đó. Bây giờ mình sẽ nhuộm màu để cho nó sáng lên và nó bóng hơn và nó bền hơn nha. Rồi bây giờ pha tỷ lệ 1:1. Bi pha thuốc trước nè, rồi xong mình nhờ mommy first lên cho nó đều. Chắc là cũng phải được 2 lần đó. Bi sẽ lắc đều lên, Bi sẽ chơi nổ hũ luôn. Đây, nửa chai ha, cũng hơi bị nhiều đó. Tập lục nè, chai này là cái chai kem trò nhuộm, cho thêm nửa chai vô luôn. Ô, cái này nó cũng là thuộc dạng đặc luôn ấy. Rồi, được một hỗn hợp sánh đặc. 42 giờ xem con center. Phần mình con center. Con xem giờ ra nè. Cả ai xem, mình làm clip vậy đó. Ai thích thì xem, đâu có bắt buộc. Nó không có mùi hát luôn mọi người. Chết rồi mẹ ơi, con quên lấy cái khăn rồi. Mẹ lấy giùm con cái khăn tắm đi mami. Mami vô giấu. Mẹ phết cho đều nha, đừng để lẫm chởm nha mami yêu dấu của con. Đúng rồi. Đâu, trong ngoài có gì đâu. Hồi xưa thì tóc mẹ bạc á, con nhuộm cho mẹ. Giờ tóc con đen mẹ nhuộm cho con trắng. Sao con cũng hay đi tiệm á, nhưng mà bây giờ con suy nghĩ là đi tiệm hay chỉ nên hớt tóc để tạo kiểu thôi. Thì mình có thể tận dụng với cái này trên Shopee cho nó rẻ. Rồi khoảng nửa tiếng sau tôi sẽ update lại cho mọi người nha. Ví dụ ha, nó trắng hơn, không biết mọi người có thể nhìn thấy không. À, bây giờ Bi sẽ hoàn tất cái bước cuối cùng, đó chính là dùng một cái kem này để dưỡng tóc, Treatment Creams Bio. Bi sẽ dùng bao tay và bôi đều lên, sau đó lấy cái mũ chùm tóc chụp lại là xong nha. Trời, nó đều thế nào. Mát lạnh. Thơm phải. Mùi thơm thật là dễ chịu. Shop cho tới 3 cái vụ chùm thật là chu đáo. Và đây mọi người ơi, đây là sau khi Bi hoàn tất các bước theo hướng dẫn của shop Trang Love Hair. Cái bước cuối cùng là cái bước dùng kem dưỡng ủ lên tóc khoảng 30 phút sau đó rồi xả lại với nước ha. Thì cảm nhận của Bi á, sau khi mà Bi tẩy tóc và nhuộm tóc thì tóc nó rất là khô cứng, rất là sơ sát, nói chung là mất sức sống đó các bạn. Nhưng sau khi mình dùng cái kem dưỡng đó đó ủ lên tóc rồi thì nó trở nên mềm mượt hơn khá là nhiều đó, và cho được cái màu tóc khá là tươi
và đồng ý với cái màu này, nó rất là trẻ trung và năng động. Thì qua video clip này, Bi muốn gửi lời cảm ơn cũng như là đánh giá 5 sao cho chất lượng phục vụ của shop Jane Love Hair trên Shopee ha. Những cái bạn nào mà muốn có trải nghiệm tự nhuộm tóc tại nhà thì hãy xem video của Bi để tham khảo nha. Thời điểm mà Bi hoàn tất cái video này thì nó cũng là dịp cuối năm rồi, cho nên là bây giờ Bi cũng có một cái bài thơ để chia sẻ cho các bạn về công việc làm YouTube của Bi nhé. Bi đã theo đuổi chặng đường này cũng được hơn 2 năm rồi các bạn. Thành tựu thì chưa có nhiều nhưng sản phẩm thì cũng đã có khá khá rồi ha. Rồi mời các bạn cùng lắng nghe bài thơ của Bi. YouTuber làm thơ. Em xưa vốn dĩ rất khờ, lại thêm cái tội thờ ơ với đời. Định rằng kiếm việc thảnh thơi, vào ngay YouTube vừa chơi vừa làm. Người ta thu nhập thấy ham, em đây chẳng dám tham lam chi nhiều. Lòng luôn đau đớn một điều, làm sao để kiếm thêm nhiều lượt view. Thôi thì em cứ làm liều, làm điều mình thích, mong view được nhiều. Nhìn ra thấy sự tiêu điều, Bi đây vẫn cứ đều đều làm thơ. Đời này bỗng chợt nên thơ, viết ra thêm những vần thơ yêu kiều. Cho Bi nhắn gửi đôi điều, subscribe xong nhớ vào view, like nhiều. Like nhiều Bi sẽ post đều, và rồi sẽ có thêm nhiều clip hay. Hay thì chia sẻ mạnh tay, sẵn tay, comment điều hay thật nhiều. Mong sao vào một buổi chiều, Bi đây sẽ có được clip nhiều triệu view. Đó, mong ước của những người YouTuber là làm sao những cái video của mình sẽ đến được với nhiều người hơn. Và rồi thì công sức mình bỏ ra, suy nghĩ, ý tưởng, đầu tư các kiểu, nó sẽ được đền đáp xứng đáng các bạn ơi. Bi cũng không phải là một ngoại lệ. Và cái điều mà Bi mong muốn nhất là những cái video mà Bi làm ra đó sẽ tiếp cận được nhiều người hơn. Và những cái bài thơ của Bi đó sẽ được nhiều người biết đến hơn. Rồi thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của Bi. Nếu thích làm thơ thì hãy giúp Bi chia sẻ những cái video đến nhiều người hơn nữa ha. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công trong năm mới. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.